Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo, thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, chủ trọng xây dựng hệ giá trị, phát triển văn hóa con người Quảng Điền gắn với văn hóa con người Huế. Huyện ủy đã quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động lễ hội được quan tâm. Đặc biệt, trong thời gian qua, huyện rất quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến nay, hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%, hộ cận nghèo còn 2,88%. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đánh giá cao những nỗ lực của Ban tập thể Huyện ủy Quảng Điền trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Huyện ủy Quảng Điền cần có những giải pháp căn cơ về công tác kết nạp đảng, nêu cao chất lượng sinh hoạt đảng trong các chi bộ huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy cần có những chương trình hành động cụ thể về phát triển kinh tế và văn hóa xã hội. Đối với xây dựng huyện điểm văn hóa, lãnh đạo huyện cần phát huy sức mạnh vốn có, đặc biệt tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với công tác giảm nghèo, tuy đã được những kết quả nổi bật, nhưng cần quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững. Cần đẩy mạnh phong trào, làng, thôn, dòng họ không có hộ nghèo, tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trong trường học.